đi diễn mà xa tới vậy luôn quý vị. Nãy Duy đi từ Sài Gòn về đây là hết 3 tiếng. Nói chung là đã rất là lâu rồi chúng ta mới được gặp lại nhau đúng không ạ? Và hình như đây cũng là lần đầu tiên anh Duy tới đây luôn á. Nên là hy vọng là lần đầu tiên này sẽ được quý vị khán giả yêu thương và vỗ tay thiệt nhiều nha. Ok. Hạnh phúc quá, rất là hạnh phúc, rất là vui vì tất cả mọi người đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Bây giờ để mở đầu cho chương trình, cho phần biểu diễn của Duy sẽ là một bài hát rất là quen thuộc mà Duy cũng đã hát rất nhiều lần. Và bài hát này Duy cũng đã trình diễn ở trên truyền hình và được mọi người rất là yêu mến. Mời mọi người cùng đến với ca khúc được mang tên Mây và Núi Remix nha. Hey, mọi người cùng nhau vỗ tay theo Duy nha. Let's go. Xưa mê vẫn hay thường lang thang, ngao du khắp nơi chẳng mỏi mệt. Đến lúc bất cơn gió thật lạ, thôi mây trở về bên đồi kia. Đời bên đến đây thật nên thơ, chung với núi cao gần bên mây. Núi cứ tiến đến hiền hòa, làm cho mây có cơn hốc rời xa. Ngày mây nghe hòa, trời bóng xanh thêm. Chúng ta ở trong nhà hết trơn luôn, chúng ta không có ra ngoài đường. Thì đó là cái thời gian mình tưởng là mình bị nhốt ở trong chuồng, trong lòng. Nhưng đó lại là thời gian để mà chúng ta tìm hiểu cái thế giới bên trong của mình như thế nào. Duy đã dành 2 năm để tìm hiểu thế giới bên trong của Duy. Bên trong em có anh sao? Em nói gì vậy? Ok,
Và Duy đã tập viết nhạc, viết những bài hát, tự mình hát, tự mình nói lên những cái gì mà mình nói ở trong. Đẹp trai quá, xịn quá, trời ơi. Và còn đẹp trai nữa. Ok, bây giờ sẽ là một bài hát Duy sáng tác đầu tiên. Bài hát này nói là chúng ta hãy tin vào những điều những phép màu, quý vị ạ. Phải có phép màu, chúng ta mới vượt qua được hết tất cả mọi thứ. Và có phép màu thì chúng ta mới ngồi ở đây để coi chương trình ngày hôm nay, đúng không ạ? Và vượt qua hết tất cả. Bây giờ mọi người cùng đến với bài hát nó mang tên Magic. Và bài hát này Duy muốn các bạn hãy cùng bật đèn flash của mình lên được không? Ai có đèn flash, bật đèn flash lên. Ở đây không có đèn flash, bật đèn pin đi. Với em đêm nay, những lúc ta say mê cay, nồng ấm khen we replay, giai đoạn mà mình từng hát, hòa quyện vào tình nhân. Crazy.
con có bài nhạc đỏ đúng không? Con thích bài gì? Cái gì? Tặng hát chai cho cô nha. Hát chai cô bài nhạc đỏ nha. Cô, hát chai là hát không có nhạc, tại con không có nhạc nhạc đỏ. Dạ, con nhạc xanh. Với bảy sắc cầu vồng kim tuyến, tím tím được. nhưng mà tặng con bài nhạc đỏ nha. Cô biết bài Lên Nuôi không? Dạ, bài gì cô? Dạ Lên Nuôi, cô biết bài đó. Bây giờ con ca thử rồi cô nhớ nha. Cũng là một bài về cái anh mà anh nuôi ở trong quân đội á. Dạ kìa. Ca cổ một bài đi. Trời ơi, bây giờ giọng cổ chứ cái đời nhạc đỏ cho cô chưa. Ấy tháng chạp năm ngoái tôi vào bộ đội, trên lại đều cho tôi làm anh nuôi, đêm lại chiều tôi ra chợ mua rau, trên vai tôi gánh bao rau xanh, cà chua bi đao với lại mà su hào. Thật tự hào khi gặp người nhà, lòng rộn ràng hát một bài ca. La 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 la. Yêu cầu của cô là cái gì? Dòng cổ. Em cũng yêu cầu nữa, đợi xíu. Xếp hàng. Giờ cái này trước. Giờ okay. Dòng cổ hả? Để coi con thuộc bài gì. Từ từ. Từ từ. Dạ, từ từ. Dạ. Giờ dòng cổ trước, em suy nghĩ. Trời anh em dở hả? Cô viết xong hay quên lắm. Nên. Chưa cô, từ từ cô. Dạ, đây dòng cổ trước. Dạ. Thị Hến hả? Ok rồi. Nó vô sao con quên được không? Chạy về. Ơi! Remix. Xong cái Thị Hến nghe remix liền nha. Quyền quanh ơi thân gái giá chồng phòng không chiếc bóng sớm tối quạnh hiu chẳng có ai bầu bạn em thao thức từng canh lê sầu gắt khoải nghe tiếng chim khuya kêu buồn trong đêm vắng. Tối phận cô đơn không người đối tượng mà bị vu oan chưa chấp tù gian mới người ám hại em phải làm sao nhờ hoàng đói thương tình. Em đang yên ổn làm ăn bóng tai nạn thình lình khoan nghĩ coi lấy chữ hàng đầy 500 quán khi bán buôn ế ẩm thì em đào đâu giá được quá bùa vòng không lấy chữ hàng đầy nổi giống gió đùng đùng. Ủa nếu không có thì đòi giải lên quan lập tức em năn nỉ thế nào cũng không được nhờ quán trên mình sẽ cho em nhờ. Em tấu hài luôn quý vị ơi. Trời ơi. Bây giờ rồi, tiếp theo là yêu cầu của cái anh nãy remix. Một bài nữa, Thanh Duy cũng sáng tác. Xin mời mọi cùng đến với những vũ điệu disco. Ca khúc đã mang tên Sập Sơn. Nè, cái ông kia yêu cầu là phải nhảy nha. Bạn của ông nhảy luôn nha. Ok, hứa anh nha. Yeah.
giờ mình muốn thấy những cái đèn flash của các bạn một lần nữa được không ạ? Hãy bật đèn flash của mình lên để thắp sáng trong đêm ngày hôm nay. Ok, có cây quạt muốn em nào? Anh yêu em thật không? Xung quanh khu khai riêng đông, chỉ em mỗi em trong chồng. They come to me, đừng thở đừng say theo điều nhẹ, không có đêm nhạc. Em đi trên cỏ non mộng mộng đồi bồi.
một kiểu người trong phòng karaoke đúng quý vị, hát không được cao mà cứ hay bắt tông cao nên hát không nổi. Một trong những dạng người trong phòng karaoke. Em có hay đôn bài không? Em đi karaoke có đôn bài người ta không? Không có, thôi làm dữ vậy. Ơi xin cộng lông nách hả? Trời ơi, Gen Z bị thừa kỳ vậy. Anh đã đi diễn cũng hơn 10 năm rồi, đây là lần đầu tiên có khán giả xin anh. Câu trả lời là không. No. Bây giờ một bài sôi động nữa, disco, và cũng là một bài Thư Thanh Ghi sáng tác. Bài này ý nghĩa là chúng ta hãy yêu thương bản thân mình, chúng ta hãy yêu cả những cái khuyết điểm của chúng ta, chúng ta hãy yêu chính con người chúng ta, bởi vì chúng ta là duy nhất ở trên cuộc đời này, không có ai khác ngoài chúng ta cả, đúng không? Is it right? Đồng ý không? Em đồng ý đúng không? Ừ. Dù mọi người có nói bạn như thế nào, mọi người có nói là mình xấu, như thế nào mới là xấu, như thế nào mới là đẹp, đúng không? Mỗi người là một cá thể riêng biệt, độc nhất, vô nhị, không có một ai khác ngoài chúng ta, đúng không? Trên trái đất này. Và đây là bài hát để chúng ta yêu thương bản thân mình, yêu thương chính con người của mình, yêu thương trái tim của mình, yêu thương cả cơ thể của chúng ta. Bài hát được mang tên I Celebrate You. Xin mời các bạn cùng lắng nghe một sáng tác của Thành Duy. Em đi đâu vậy? Xích đu. Kỳ lạ quá như này, sao mi chỉ có thế này được. Mình không nên nói cho mà ta còn đang phải đặt chút đôi mắt trên những ngày lấy em.
Và bài hát vừa rồi cũng đã khép lại phần trình diễn của Thanh Duy. Khoan, con thở đi, con đứng thở đi. Thưa quý vị thấy Thanh Duy hôm nay như thế nào? Hết sức là bùng nổ đúng không? Là cháy hết mình với chương trình, với sân khấu. Thưa quý vị, tôi xin thưa là Thanh Duy bây giờ bận lắm, nhiều công việc. Nhưng mà Thanh Duy là một trong những ca sĩ mà tôi rất là quý, là bởi vì chàng trai này có một cái tư duy rất là văn minh về nghệ thuật. Có nghĩa là ở đâu có khán giả cần mình là Thanh Duy đến, chứ không cần thiết là phải là chương trình này, chương trình đó. Thanh Duy không quan tâm, mà chỉ quan tâm đến là ở đâu có khán giả cần Thanh Duy có mặt. Cho nên là Duy ơi, bây giờ trừ trường hợp là từ đây đến Tết là con có bận công việc thì không nói, mà rảnh ra là phải đi gặp khán giả đại chúng như thế này nha. Dạ, con rất là thích luôn, tại vì thiệt sự luôn quý vị, quá dễ thương luôn á. Lâu lắm rồi mới nghe được tiếng vỗ tay nhiều vậy mà còn vỗ tay đều, và tất cả mọi người đều ở tới tận bây giờ. Đó là một cái niềm vinh hạnh rất là lớn của Thanh Duy luôn. Hy vọng là sẽ gặp lại quý vị nhiều lần sau nữa quý vị nha. Đừng quên tham gia.